tắt hẳn đi đi. Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo mẫu loa full 30, cấu hình chơi bát leo và chép leo, cấu hình của nó cực chất các bác nhé. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ dựng cái cấu hình này là một cái cấu hình mới nhất năm 2023 cho các bác tham khảo chơi karaoke gia đình, chơi hát mọi dòng nhạc, đánh mọi dòng nhạc các bác nhé. Cấu hình này cho các bác chơi thì đánh rất là khỏe và rất là bền, mà hát rất là nhẹ các bác nhé, tại vì bát neo của nó tiếng ca hay. Đấy. Ở đây thì các bác có thể thấy đây là một cái mẫu thùng mới nhất năm 2023 bên cửa hàng nhà em cho ra mắt cái thời gian vừa rồi. Đó là cái mẫu thùng full 30 lưới cộng các bác nhé, chấn tem ở dưới, chấn tem ở giữa. Thùng này của nó thùng sơn sần chống nước các bác nhé, nước sơn rất là đẹp luôn này, rất là mịn luôn. Đầy đủ ốc treo lóc này và treo ngang, tay sách ở hai bên. Đằng sau cái hậu loa nó như thế này nhé. Hiện tại em đang cắm dây vào một cái để test. Tí nữa em sẽ test chất âm cho các bác xem. Lưới nó rất là đẹp các bác nhé, chấn tem giữa. Thực ra là bên em thì dán cái tem thương hiệu của bên em là BIF. Ngoài ra dựng loa thì vẫn nhiều đơn vị khác thì có thể gắn nhiều loại tem. Những đơn vị khác có thể gắn tem JBL, JCF. Nói chung là em nói thật các bác, cái tem nó không giải quyết cái vấn đề gì các bác nhé. Em nói luôn là loa dựng làm sao chọn được cái nội thất bát chép phân tần nó phải ngon luôn cho các bác. Chứ cái tem nó không giải quyết là cái loa nó có hay hơn hay không, các bác công nhận không? Đấy. Thùng này thì đế cắm cọc loa phần dưới đáy, thông hơi ở hai bên như thế này. Ở thùng này em cho các bác kích thước luôn, cao rơi vào tầm khoảng 60, sâu rơi vào tầm khoảng 38, ngang rơi vào tầm khoảng 37 các bác nhé. Đây bây giờ mới đi vào vấn đề chính này. Các bác nhìn này, đấy, sử dụng bát này, chất lừ như nước cất luôn, chép nữa. Đây, bên trong thì bên cửa hàng em lót toàn bộ bông mút trứng. Đấy, thùng này rất là chắc chắn này, thùng chôn gen lục giác hết các bác nhé, tạo sự chắc chắn tuyệt đối luôn, ke góc đầy đủ. Đấy. Nói chung là loa dựng bên em làm thì cũng là tương đối cho các bác, làm sao khi đến tay các bác nó phải là một cái sản phẩm các bác dùng nó phải ngon ngành, ngon luôn. Đấy, bên em đáp ứng tiêu chí này, ngon, bổ, rẻ. Đúng không các bác? Phân tần bên trong sử dụng phân tần JBL6012 luôn các bác nhé. Phân tần này rất là nhiều linh kiện này, hai bóng đèn chống cháy chép này. Đấy, rất là nhiều linh kiện này, cuộn dây, tiết diện dây lớn, tải tốt này. Phân tần này tốt luôn, các bác nhìn mạch phân tần này nhìn thích mắt rồi. Đấy. Nói có sách, bên em thì bán hàng thì nói sản phẩm như nào thì bên em nói như thế. Bên em không treo đầu dê, bên em không treo đầu dê bán thịt chó các bác nhé. Chép thì sử dụng chép 450. Chép 450 leo Hewell lắp nhôm hình tam giác, con chép này thì cực hay rồi. Côn 44. Lõi đồng, dây dẹt. Đấy, neo khối này toàn bộ là nắp nhôm sơn tĩnh điện hết này. Phễu của nó là phễu vuông 18x18. Còn về phần củ bát ở đây các bác nhìn này. Củ bát em sử dụng là củ bát 30 neo JBL 2262 các bác nhé, 2262. Con bát này của nó thì xương của nó xương nhôm. Nhìn nó như một cái lón các bạn. Đây cọc chạm ở phần dưới đáy như thế này. Quá chất luôn cặp bát. Cặp bát này của nó thì là côn 76, nhện màu vàng. Con bát này của nó nhá, hai tầng côn 76, côn nhôm dẹt nên là rất là chất lượng luôn cho các bác. Đấy. Côn nhôm dẹt các bác nhá. Màng ở dưới màng sần này, chất lượng màng loa các bác nhìn này. Dưới chi chít những sợi bông thủy tinh, các bác nhìn lấp lánh các bác nhìn thấy không? Đấy. Bên em dựng loa cho các bác là phải lép luôn. Gân vải tầm dầu 3 gân. Màng của nó màng màu xám các bác nhá. Màng xếp ly lượn sóng nón đen đấy, cũng quá chất luôn. Bát này trên màng cũng có sự, trên màng mặt trên này cũng dệt những sợi bông thủy tinh luôn. Đấy, các bác mà chơi cấu hình này em phải gọi là VIP nhất xóm, nhất thôn luôn các bạn. Karaoke cứ phải tưng bừng khói lửa luôn. Đấy, tóm lại là ráp một cấu hình này lên thì giá rất là hợp lý cho các bác. Các bác bỏ ra 7 triệu rưỡi. Các bác được chơi bát leo, chép leo như thế này luôn. Đúng không các bác? Ngon luôn. Mở nhạc test loa lên đi. Để em sẽ test cho các bác nhá. Có 7 triệu rưỡi một đôi. Xuống tiền cho em với cấu hình này. Nhỏ đi một tí. Bảy triệu rưỡi như thế này, các bác không chơi cái loa này thì các bác chơi loa nào? Bên em bán hàng bằng thực tế, bên em sẽ cho các bác xem nội thất như thế này luôn. Đặt hàng như thế, hàng ở trên video như nào, nhận hàng đúng như vậy luôn các bác nhá. Cấu hình
cấu hình này em sẽ triển khai trong năm 2023, bên em bán mạnh cấu hình này, rất hay luôn. Bát ấy trống sâu với tiếng vẫn sáng. Các bác chơi loa này thì phải 10 nhà nghe thấy, tiếng nó đi rất xa các bác nhá. Về thêm, chơi loa này về thêm một cục xúc hơi 40 nữa rồi hết lấc luôn. Cái này công suất một loa nó rơi vào tầm 700W trở kháng 8 ohm các bác nhá. Siêu hay luôn. Hầu như vừa rồi em mở một đoạn nhạc ngắn em test loa. Các bác quan tâm cái sản phẩm này mua hàng thì điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em theo hai số điện thoại 5815 và 72, đây là hai số hotline nhà em. Nếu mà điện em bận thì các bác có thể kết bạn qua Zalo, nhắn tin qua Zalo thì 100% tin nhắn qua Zalo em sẽ trả lời hết các bác nhé. Đấy, ship toàn quốc. Bác thợ nào mà lấy số lượng cái cấu hình này thì liên hệ riêng cho em nhé, giá cực rẻ luôn. Hôm nay em xin dừng video. Hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video này mà hay các bác nhớ ấn like và chia sẻ và tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé.